Xin chào các bác nhé. Cái lô quản lý nguồn này của em thì những cái con mà đẹp ngon lành hoàn hảo thì em cũng bán gần hết rồi. Đây thì bây giờ còn một số con nữa nó bị những cái lỗi vặt vặt, những cái lỗi mà rất là nhỏ nhẹ thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng nó cả. Thì em sẽ đăng lên em bán rẻ đi một chút cho các bác chơi nhé. Đây ví dụ như là con này. Mạch toàn bộ những cái con em bán là zin hết các bác nhé. Đấy, vấn đề đầu tiên là nó phải zin hết. Con loại này là cái loại mà có lọc nguồn này, có lọc nguồn 30A của Thái Lan này, rồi có áp tổng này. Đấy. Có đồng hồ báo vôn này, rồi có cả lỗ cắm ở trên nhé. Đấy, con này thì tất cả là còn các ổ cắm là còn ngon, rất là ngon lành, rất là mới. Nhưng mà đây nó có 8 cái công tắc bật tắt để kiểm soát, bật tắt từng kênh một như các bác nhé. Đấy thì nó có một cái số 2 này thì là cái công tắc của nó bị hỏng rồi. Cái số 2 công tắc bị hỏng các bác nhé. Đấy, nên là cái số 2 là không bật tắt được. Nếu mà các bác tắt đi một phát là nó sẽ bị rít, mà phải lúc nó bị rít rồi cái công tắc nó bị kẹt ấy thì phải tháo ra gãy lên thì nó mới mở, nó đẩy ra được các bác nhé. Đấy thì là coi như cái số 2 này là không bật tắt được ở bên trên thôi. Còn đằng sau thì vẫn có điện bình thường các bác nhé. Đấy, cũng như là cái con này thì mình sẽ bật tắt ở trên được 7 cổng. Đấy, còn mỗi số 2 là không bật tắt được thôi. Nói chung là những cái này cũng chả ai dùng đến bao giờ. Đấy, như em sử dụng những cái con mà có bật tắt từng kênh một này, em cũng chả sử dụng được cái chức năng này bao giờ cả. Thế nên nó cũng không quá quan trọng. Những cái con này bình thường thì em đang bán 2.400.000 nhé. Cái con này nó bị một cái công tắc này nó bị kẹt này, em sẽ bán là 2.100.000 cho các bác chơi. Bác nào chuyển khoản thì là 2.000.000 các bác nhé. Đấy. Còn lại tất cả thì vẫn hoạt động ngon lành bình thường hết. Ổ cắm đằng sau còn rất đẹp các bác nhé. Đấy, ổ cắm đằng sau rất đẹp. Đây, tất cả những cái mà chống giật này nó cũng còn nguyên vẹn hết các bác nhé. 2.100.000 cho một con quản lý nguồn rất là đẹp, có đầy đủ tất cả những cái mà cần thiết của một con quản lý nguồn. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.